Vui mừng được gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của một quyển sách mới mang tên Biết Người, Dùng Người, Quản Người, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa ấn hành năm 2011. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 3 thiên, đề cập tới 32 nội dung chính và được chúng tôi chia thành 23 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi qua giọng đọc của Trương Thị Đệ. Và bây giờ quý thính giả hãy cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục nhé. Mục lục: Lời nói đầu. Thiên thứ nhất: Biết người. Một La Mã không biết được chân tướng bộ mặt thật của con người vì nó luôn được che giấu. Muốn hiểu người, trước hết phải hiểu mình. 2. Biết người một đời, dùng người một đời, không vội vã hiểu người. 3. Hiểu người một thời, dùng người trong chốc lát, bình tĩnh khi hiểu người. 4. Con người khi biết thì đã muộn, những điều tối kỵ trong việc dùng người. 5. Hiểu được cấp trên, có thể bảo vệ được bản thân, phương pháp tìm hiểu cấp trên. 6. Hiểu cấp dưới, có thể tìm được nhân tài, phương pháp hiểu cấp dưới. 7. Nhìn biểu hiện bên ngoài, hiểu được bản chất bên trong. 8. Hiểu người từ bên trong, tìm hiểu phẩm chất từ trong ra ngoài. 9. Biết người phải có thời gian dài, phải có cả một quá trình mới biết người. 10. Biết người phải gần gũi họ, biết người phải bằng quan sát. 11. Biết người ở thế, quan sát động thái để biết người. 12. Biết người ở thời, nhìn thời để biết người. 13. Nhận biết con người phải nhìn vào cái lớn, từ khí tiết nhận biết con người. 14. Nhận biết người từ cái nhỏ, nhìn người từ những chi tiết. 15. Nhận biết người bằng niềm vui, nhận biết người từ tâm lý. 16. Nhận biết người bởi cái thiện, cách phân biệt bạn bè. 17. Cách nhận biết người gian ác. 18. Phương pháp nhận biết người theo bản tính của họ, vì người mà biết. Thiên thứ hai: Dùng người. 1. Người đến lúc dùng lại không dùng được, những điều kiêng kỵ khi dùng người. 2. Tiền bạc dùng sẽ hết, dùng nhân tài mới có được thiên hạ, phương pháp sử dụng tài năng trí tuệ trong thiên hạ. 3. Chỉ dùng một điểm, không đề cập tới các điểm khác, cách tin dùng một mặt tài năng trong thiên hạ. 4. Dùng người theo kế, nước lên, thuyền lên, phương pháp dùng những tài năng theo thời thế trong thiên hạ. 5. Dùng người theo đức, đức cao sẽ nhiều người theo cách dùng khí chất con người trong thiên hạ. 6. Dùng người bởi gây uy, lấy thế để dùng người, cách dùng người có quyền thế trong thiên hạ. 7. Dùng người bằng sự yêu quý, lấy tình để rung động người, cách dùng người trung hậu trong thiên hạ. 8. Dùng người bằng cái riêng của họ để làm yên lòng họ, cách dùng kẻ tiểu nhân trong thiên hạ. 9. Biết người phải có thời gian dài, phải có cả một quá trình mới biết người. 10. Biết người phải gần gũi họ, biết người phải quan sát. 11. Biết người ở thế, quan sát động thái để biết người. 12. Biết người ở thời, nhìn thời cơ để biết người. 13. Nhận biết con người, phải nhìn vào cái lớn từ khí tiết nhận biết con người. 14. Nhận biết người từ cái nhỏ, nhìn người từ những chi tiết. 15. Nhận biết người bằng niềm vui, nhận biết người từ tâm lý. 16. Nhận biết người bởi cái thiện, cách phân biệt bạn bè. 17. Cách nhận biết người gian ác. 18. Phương pháp nhận biết người theo bản tính của họ, vì người mà biết người. 19. Mọi người dùng mình dùng mọi người, cách vì người mà dùng. Thiên thứ ba: Quản người. 1. Nhập môn quản người, quản xa không bằng quản gần, hiện quan không bằng hiện quản. 2. Cách quản người, nghệ thuật quản người là để mọi người trổ hết tài năng. 3. Cách quản người, những điều cấm kỵ trong quản người, điều không nên làm. 4. Nhà có phép nhà, nước có phép nước, cách quản người. 5. Nguyên tắc quản lý người. Lời nói đầu.
Biết người, dùng người, quản người là cuốn sách thuộc tủ sách kiến thức xã hội giới thiệu những bí quyết để hiểu biết về con người, đối sách sử dụng người và phương sách quản lý con người một cách khoa học, thực tiễn và hiệu quả. Với nội dung phong phú, văn phong giản dị, dễ hiểu, giàu tính thông tin tri thức, cuốn sách sẽ giúp bạn phương pháp hiểu thấu tư chất, năng lực, nhân cách của một con người, từ đó có đối sách ứng xử và dùng người đúng việc, đúng cách, đúng chỗ. Cuối cùng là phương pháp quản lý con người. Đây chính là vấn đề quan trọng để nâng cao tố chất, uy tín, năng lực của người lãnh đạo quản lý. Hy vọng cuốn sách sẽ đem lại nhiều tri thức bổ ích bất ngờ, thú vị với bạn đọc quan tâm tới vấn đề này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã được nghe giới thiệu về cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung chính của cuốn sách. Thiên thứ nhất, biết người, nhìn thấu trái tim người xấu, tốt. Từ khi có loài người, hiểu người đã trở thành một khả năng sinh tồn của con người. Vòng đời xoay chuyển, năm tháng vội vã trôi đi, mang theo bao nhiêu ký ức. Nhưng những người mà chúng ta đã tìm hiểu thì luôn sống mãi, như mới hôm qua. Tháng 5 đã tôi luyện cho chúng ta một đôi mắt tinh tường, giỏi nhìn người, giúp chúng ta nhìn được từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nhìn gần biết được nhân tâm, nhìn xa biết được nhân khí, giúp chúng ta hiểu được cấp trên để bảo vệ mình, để phát triển, hiểu được cấp dưới để có được nhân tài, để dùng người cho tốt. Kinh nghiệm mách bảo chúng ta rằng, đường xa biết sức ngựa, ngày dài hiểu lòng người, và vàng thật không sợ lửa, lúc gian nguy gặp chân tình. Hiểu người là một môn học lớn mà ta học mãi không hết và dùng mãi không cạn. Phương pháp hiểu người còn gọi là thuật nhìn người. Trong phần này cho chúng ta biết, muốn hiểu được người trước hết phải hiểu được mình. Muốn hiểu người phải đoán được lòng người. Hiểu người một chốc lát dùng được trong lúc cấp bách. Hiểu người cả cuộc đời dùng được mãi mãi. Cuốn sách cho bạn biết những phương pháp quan trọng để nhận biết người. Phải nhanh trí, tỉnh táo khi dùng người. Phải nhận biết được cấp trên, cấp dưới. Nhận biết từ dáng vẻ bên ngoài đến nội tâm bên trong. Nhận biết từ xa đến gần. Nhận biết người theo thế lực, theo thời cuộc. Nhận biết người lúc nhỏ, nhận biết người lúc lớn. Nhận biết người lúc thiện, nhận biết người lúc ác. Mọi người trong thiên hạ học được cách biết người này có thể thấy rõ hết mọi chuyện. Việc biết người sẽ thông đồng bén giọt. Một La Mã không biết được chân tướng, bộ mặt thật của con người, vì nó luôn được che giấu. Muốn hiểu người trước hết phải hiểu mình. Biết mình hiểu người trăm trận trăm thắng. Dùng người nếu lấy mình làm thước đo, lấy người làm gương. Biết mình để làm tốt công việc của mình, biết người để dùng người cho tốt thì sẽ luôn giữ được thế thượng phong. Muốn hiểu người trước hết phải hiểu mình. Dù là người có khả năng nhìn xa nghìn dặm, cũng không nhìn được lông mi của chính mình. Đây quả là khổ, vì không nhìn thấy mình, không hiểu được mình. Còn người thực sự hiểu mình thì vừa có khả năng tự nhìn thấy mình, lại vừa có khả năng kiềm chế được mình. Bính Nguyên là người Đông Hán, vốn uống được rất nhiều rượu, nhưng từ khi đi du học, trong vòng 8 đến 9 năm, ông không hề uống một giọt rượu nào. Ông cõng trên lưng một hòm sách, bôn ba khắp nơi tầm sư học đạo. Ông Tôn Hàn Tử Trợ, người Trần Lưu, Trần Trung Cung, người Dĩnh Xuyên, Phạm Mạnh Bác, người Nhữ Nam, Lô Tử Bình, người Gia Quân làm thầy. Lúc thầy trò chia tay nhau, mọi người cứ ngỡ Bính Nguyên không uống rượu nên ép ông ăn nhiều thức ăn. Nhưng Bính Nguyên nói, tôi vốn uống được rất nhiều rượu, nhưng chỉ vì rượu mà sao nhãng chuyện học hành nên đã bỏ rượu. Còn hôm nay chia tay cùng thầy bạn, lại thấy mọi người vất vả đến tiễn biệt, Bính Nguyên tôi cũng nên uống vài chén để tỏ lòng biết ơn. Và cả ngày hôm đó họ cùng vui với nhau mà Bính Nguyên không hề say. Qua câu chuyện trên, ta thấy Bính Nguyên sau khi biết mình đã kiềm chế được mình để làm người, ông thực sự là một người hiểu mình. Hiểu mình mới có thể làm tốt công việc của mình. Có rất nhiều người thực ra rất có tiềm năng phát triển, nhưng vì không đánh giá đúng khả năng của mình mà cả đời làm công việc không phù hợp với mình, như vậy quả là đáng tiếc. Dã Xuyên là một viên chức Nhật Bản, 30 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm nhân viên thống kê cho một công ty hạng trung. Công việc đơn điệu buồn tẻ khiến anh ta luôn trong tâm trạng chán trường. Cho đến khi anh đọc được một cuốn sách tâm lý
nói về cách tạo ra hình ảnh cho chính mình, anh hiểu ra rằng khả năng của anh không chỉ dừng lại ở công việc hiện tại, bởi công việc đó không phát huy được tài năng ăn nói và khả năng tạo niềm tin cho mọi người. Và thế là không chút do dự, anh chuyển sang làm nghề môi giới địa ốc. Quả nhiên công việc đó đã mang lại cho anh một cảm giác mới và anh đã thành công. Làm thế nào để hiểu được đúng chính mình? Điều này đối với nhiều người thật không dễ chút nào. Đối với những người chưa từng thành công, không lấy thành bại luận anh hùng, không lấy những tiêu chuẩn đương thời làm thước đo sự thành bại, thật hiếm lắm thay. Beethoven khi còn sống đã không được phái chính thống công nhận những tác phẩm của mình, khiến ông rơi vào bế tắc. Nhưng ông đã không lấy những tiêu chuẩn thời đó làm thước đo cho sự thành bại của mình, cuối cùng đã được xã hội công nhận. Điều đó chứng tỏ sự hiểu mình. Làm thế nào biết được khả năng của mình? Xin giới thiệu một vài cách dưới đây. 1. Phân tích xem bản thân có khả năng nào chưa được phát hiện. Những khả năng đó có thể sẽ đưa bạn đến thành công. 2. Liệt kê một số việc bạn có thể làm được rất tốt như giao tiếp, quản lý, đặt kế hoạch, tổ chức. Hãy ghi lại từng sở trường một. 3. Mỗi ngày dành một khoảng thời gian để suy ngẫm xem mình đã vận dụng sở trường của mình như thế nào. 4. Tạo quan hệ tốt với những người và ở những nơi có thể giúp bạn thực hiện được mục tiêu của mình. Hiểu mình thì mới tiến bộ. Khi Tần Vũ Đế Tư Mã Nghiêm và Quan Ngự Sử Hầu Uy bàn luận về ý nghĩa cuộc đời, Vũ Đế đã ca ngợi cha của Hầu Uy là Hầu Chất, người đã từng giữ một chức quan ở Kinh Châu, là người thanh liêm chính trực. Vũ Đế hỏi Hầu Uy: "Ngươi và cha ngươi, ai thanh liêm chính trực hơn ai?" Hầu Uy đáp: "Thần không bằng cha thần." Vũ Đế lại hỏi: "Cha ngươi hơn ngươi ở điểm nào?" Hầu Uy trả lời: "Cha thần sợ người khác biết ông thanh liêm chính trực, còn thần lại sợ người khác không biết mình thanh liêm chính trực." Đây chính là điểm mấu chốt để nói rằng thần còn kém xa cha thần. Hầu Uy vừa hiểu cha, lại vừa hiểu mình nên đã trở thành danh thần của triều đại đó. Còn chúng ta làm thế nào để hiểu được mình? Theo nguyên tắc hiểu mình của người xưa, chúng ta nên chú ý thực hiện những điều sau. 1. Người biết làm kinh doanh, thâm trầm kín đáo. 2. Người giỏi giang, bề ngoài tỏ ra kém cỏi. 3. Cái hoàn thiện nhất có vẻ như còn khiếm khuyết. 4. Cái đầy ắp có vẻ như còn trống rỗng. 5. Cái thẳng nhất có vẻ như còn có chỗ cong. 6. Cái khéo léo nhất có vẻ như vụng về. 7. Tài năng hùng biện trác việt có vẻ như không biết ăn nói. 8. Không có đức hạnh, dù trí tuệ hơn người cũng không thể hiểu được những quy luật sâu xa và không thể trị thiên hạ. 9. Nếu không chuyên tâm vất vả suy nghĩ thì không thể hiểu được bản chất của sự vật. 10. Nếu không toàn tâm toàn ý tìm hiểu tình hình thực tế của sự việc thì không thể công thành danh toại. 11. Nếu không đủ tài năng và dũng khí thì không thể thống binh tác chiến. 12. Nếu quá thật thà và trung thành mà không tìm hiểu chân tướng của sự việc thì không thể có cái nhìn sáng suốt về con người. Vậy nên trước hết hãy tự đánh giá sự thông minh tài trí của bản thân, rồi hãy đánh giá người khác. Mình phải tự hiểu mình thì người khác mới hiểu được mình. Nói đến việc phát hiện nhân tài, người Trung Quốc luôn nghĩ đến đầu tiên là Bá Nhạc, một người nước Tần thời Xuân Thu có tài phân biệt ngựa. Chính ông là người đã phát hiện ra con Thiên Lý Mã, con ngựa có thể chạy được 1000 dặm trong một ngày. Thế nhưng trên đời này, Thiên Lý Mã đã hiếm, người hiểu được Thiên Lý Mã như Bá Nhạc càng hiếm hơn. Vậy nên, đã là nhân tài thì không nên ngại ngùng chứng tỏ tài năng. Nếu cứ ngồi đợi Bá Nhạc đến thì chắc chắn sẽ thất bại. Thực ra, muốn người khác biết mình, trước hết phải học cách thể hiện mình, làm cho mọi người thấy được tài năng của mình. Có rất nhiều cách thể hiện tài năng. Ví dụ như 1. Dựa vào người thân và bạn bè. Hãy chọn người thân thiết với mình, dựa vào họ để tạo ra chỗ đứng cho mình. Cách này sẽ có rất ít trở ngại trong quan hệ, có thể tập trung tinh lực cho sự nghiệp của bạn. Cái bạn cần là một nơi để bạn thể hiện tài năng, còn cái người thân và bạn bè cần là lợi ích do bạn mang lại. Tuy nhiên, cách này lại bất lợi ở chỗ có rất nhiều lời dị nghị về bạn, rằng bạn là người thấy người sang bất quàng làm họ.
2. Chim công xòe cánh. Giống như chim công khi gọi bạn tình, chúng ta phải thể hiện tài năng để bá nhạc đến. Như thế cố nhiên là có thể tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Nhưng khi bạn thể hiện mình thì sẽ không tránh khỏi có người nhìn phía sau để chỉ ra những khuyết điểm của bạn. Cụ thể hơn là dễ gây ra sự đố kỵ, tạo ra rất nhiều trở ngại đối với tiền đồ của bạn. 3. Mao Toại tiến cử. Mao Toại là người hầu của Bình Nguyên Quân, vua nước Triệu thời Chiến Quốc. Sử ký Bình Nguyên Quân liệt truyện có ghi: khi Triệu Hiếu lên ngôi được năm 257 trước Công nguyên, quân Tần bao vây kinh đô của nước Triệu là Hàm Đan. Bình Nguyên Quân đến nước Sở xin viện binh, Mao Toại chủ động xin được đi theo. Khi Bình Nguyên Quân và Sở Vương bàn về kế hoạch hợp tác, trong lúc Sở Vương còn do dự thì Mao Toại nói với Sở Vương về mối quan hệ khăng khít, môi hở răng lạnh. Điều đó đã khiến Sở Vương siêu lòng đồng ý phát binh cứu Triệu. Vì vậy, người Trung Quốc đã gọi cách tự tiến cử là Mao Toại tự tiến cử. Dùng cách này để tự tiến cử với người mà mình ngưỡng mộ rất có hiệu quả. Nhưng nếu như không có thời cơ quân Tần bao vây nước Triệu thì chẳng phải là Mao Toại dù có tự tiến cử cũng phải đợi Bình Nguyên Quân xem xét trong một thời gian dài hay sao? 4. Phép ngôn kế đầu môn. Theo cách này, trước hết hãy hiến kế cho Bá Nhạc, sau đó để nhận đánh giá của ông. Có rất nhiều cách nhìn nhận nhân tài, nhưng Tăng Cúc Phiên tương đối thích cách này, vì những cách trên đều quá lộ liễu, chỉ có cách này kín đáo. Hơn nữa, vừa tìm đến sở thích của Bá Nhạc, vừa hiểu được tấm lòng trọng nhân tài của ông. Có thể nói đây là cách nhất cử lưỡng tiện, một cách biết mình để dùng người khác. Trong số những cách biết mình để dùng người, còn có một trường hợp đặc biệt, đó là các doanh nghiệp đã không hiểu hết nhân tài của mình và đã không tận dụng được tài năng của họ. Có nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo rất quan tâm đến nhân tài của doanh nghiệp khác mà đánh giá không đúng nhân tài trong chính doanh nghiệp của mình. Có thể nói, những nhà lãnh đạo như thế đã phạm một sai lầm là không hiểu mình. Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản lại rất coi trọng vấn đề này. Họ đã áp dụng phương thức chiêu dụng hiền tài nội bộ và điều đó đã giúp họ phát hiện, khai thác đội ngũ nhân tài hùng hậu trong chính công ty mình. Hãy đánh thức những người đang đắm chìm trong giấc ngủ say là một khẩu hiệu trong việc dùng người của các công ty Nhật Bản. Rất nhiều công ty Nhật Bản đã công khai tuyển chọn nhân tài trong nội bộ và tất cả mọi người đều có quyền tham gia thi tuyển. Có doanh nghiệp đã đưa ra vấn đề, nếu bạn là tổng giám đốc, để trưng cầu các phương án phát triển mới cho công ty, phương án nào được coi là khả thi thì công ty sẽ hỗ trợ 90% vốn, còn người lập phương án sẽ góp 10% để thành lập công ty mới và giám đốc chính là chủ phương án đó. Thực tế đã chứng minh, việc thành lập công ty kiểu đó đã khơi dậy lòng nhiệt tình của tất cả các nhân viên trong tổng công ty. Ngoài ra, những nhân viên muốn thay đổi môi trường làm việc cho hợp khả năng thì trực tiếp đề xuất ý kiến với phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Thực tế cho thấy, những nhân viên này do họ tự điều chỉnh công việc của mình nên đã phát huy được khả năng và khẳng định lòng nhiệt tình của mình. Vì thế lợi ích của công ty không hề giảm. Tóm lại, hiểu mình để làm tốt công việc của mình là cơ sở vô cùng quan trọng để phát huy những tiềm năng của bản thân. Đạt được thành công trong cuộc sống, mỗi chúng ta khi gặp khó khăn trở ngại, hãy nhìn nhận một cách trung thực tình hình hiện tại của mình, từ đó đánh giá một cách toàn diện bản thân. 2. La Mã: biết người một đời, dùng người một đời, không vội vã hiểu người. Việc hiểu người chỉ là một việc rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn. Không vội vã hiểu người, cùng đồng cam cộng khổ với họ, chúng ta sẽ nắm được sở trường sở đoản của họ trong lòng bàn tay, như hiểu chính chúng ta vậy. Thuật hiểu người nên vận dụng phương pháp bỏ qua hiện tượng bên ngoài, tìm hiểu bản chất bên trong. Cổ nhân từng nói, tướng tài không nên dựa vào khả năng anh ta sử dụng cung tên và điều khiển chiến mã để quyết định việc lấy, bỏ. Người tướng giỏi không nên dựa vào điểm thi để chọn nhân tài. Do đó, trong giao tiếp xã hội, chúng ta thường áp dụng những biện pháp sau. Muốn hiểu người, phải biết đoán người. Làm người nhất định phải nắm được cách đoán người, biết được những dự định của họ. Sau đây là 3 cách đoán người. Cách thứ nhất, khi đối phương vui vẻ nhất, hãy làm tăng những ham muốn trong họ.
Khi ham muốn, họ sẽ không kiềm chế được tình cảm thực của mình. Cách thứ hai, khi muốn đối phương sợ hãi nhất, hãy làm tăng nỗi sợ hãi trong họ. Khi hoảng sợ, họ sẽ không giấu được tình cảm thực của mình. Cách thứ ba, khi cảm động, sẽ không thấy được sự thay đổi bất thường của người khác. Hãy thay đổi đối tượng, chuyển sang nói chuyện với người thân của họ. Như thế có thể tìm hiểu được đôi điều về người đó. Hiểu người quý hơn dùng người. Ngọc bích trên núi sở đáng giá ngàn vàng, nhưng nếu viện hòa không đập nó ra thì cũng chỉ như là một viên đá mà thôi. Điều này chứng tỏ việc phát hiện nhân tài là vô cùng quan trọng. Có được 10 con ngựa tốt không bằng một bá nhạc bởi tuấn mã. Tuy chạy rất nhanh, nhưng nếu không gặp được bá nhạc thì không thể đi nghìn dặm một ngày. Nhân tài cũng vậy, phải có người phát hiện. Hiểu người cũng có nhiều cách. 1. Phái đến một nơi xa nhậm chức để quan sát sự trung thành. 2. Cho nhậm chức bên mình để quan sát lễ nghĩa. 3. Cử đi giải quyết việc rắc rối, phức tạp để quan sát năng lực. 4. Hỏi một cách bất ngờ để quan sát sự mưu trí. 5. Nhanh chóng định thời gian để quan sát uy tín. 6. Gửi một tài sản lớn để quan sát đó có phải là người nhân nghĩa hay không. 7. Cho biết tình hình nguy cấp để quan sát khí tiết. 8. Cố ý chuốc say để quan sát bản tính. 9. Để sống với nhiều người ở một nơi phức tạp để quan sát thái độ xử lý công việc. Yếu tố quan trọng để hiểu người. Muốn hiểu người cần chọn 3 điều để tìm hiểu. Quan sát. Thứ nhất là đức. Thứ hai là lượng. Và thứ ba là tài. Đức là sự cương trực, vô tư, trung thành, liêm khiết, chứ không phải sự lãnh đạm thờ ơ. Không ai chê cười, cũng không ai khen ngợi. Lượng chỉ sự tiếp thu ý kiến, dung nạp nhân tài, chứ không cậy thành phủ sâu, ôm giữ bổng lộc, địa vị. Tài chỉ sự phấn đấu để thành đạt, khả năng tùy cơ ứng biến, chứ không phải thói khôn vặt, mồm mép lanh lợi, giỏi viết báo cáo. Hiểu người phải có cơ duyên. Thời Hán Vũ Đế có một viên quan lang tên là Nghiêm Tứ, làm quan được mấy chục năm mà vẫn chưa được đề bạt và trọng dụng. Ông buồn rầu than thở: lão thần đâu phải là không mong được kiên trung báo quốc, lập công danh. Thần đã làm quan được 3 đời nhưng đều không gặp thời gặp thế. Văn đế mê văn mà thần lại thích võ, cảnh đế ưa già mà thần lại còn trẻ, còn bệ hạ cần trẻ thì thần lại đã già. Đó chẳng phải là thần không giỏi giang, mà cái số mình như thế. Điều đó chứng tỏ Nghiêm Tứ không thể tự mình thay đổi thời thế, không thể trổ hết tài năng. Mặt khác cũng cho ta thấy đối với nhân tài, thời cơ quan trọng như thế nào. Hiểu người qua giao tiếp. Thông qua giao tiếp để trực tiếp tìm hiểu tính cách của một người nào đó là phương pháp quan trọng nhất. Phải chú ý trong quá trình giao tiếp không để xảy ra điều gì không phù hợp, nên tạo ra một bầu không khí nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, thoải mái, không nhất thiết phải đề cập có mục đích đến vấn đề then chốt nào đó. Có thể hàn huyên những vấn đề không liên quan. Trong khi nói chuyện, chú ý đến cách nhìn và thái độ tiếp thu của đối phương về các vấn đề khác nhau. Để hiểu được tâm lý, tính cách và những suy nghĩ của họ, cần tinh tế để phân biệt được những lời nói của họ. Lời nào thật lòng, lời nào thể hiện tính cách của họ, lời nào chỉ là một miệng nói ra mà không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Nói khích để hiểu người. Cách này rất có hiệu quả trong việc tìm hiểu tâm lý của đàn ông hoặc những người có tính cách mạnh mẽ. Bí quyết của cách này là tâm lý nghịch phản mà nó sử dụng. Tâm lý nghịch phản đó là một điều kiện nhất định, hành vi ngôn ngữ của một người hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng chủ quan của người đó. Khi xảy ra một phản ứng trái ngược với trạng thái thông thường, ta gặp rất nhiều hiện tượng này trong cuộc sống. Ví dụ như một tác phẩm nghệ thuật vốn không thu hút được sự chú ý, nhưng khi được bình luận sẽ khiến rất nhiều người quan tâm đến nó. Hay một vật nào đó càng bị cấm thì càng có nhiều người muốn chiếm được nó. Một ví dụ đơn giản nhất là nếu bạn nói một người không làm được một việc nào đó khiến bạn thất vọng, thì người đó sẽ lập tức tìm mọi cách thực hiện cho bằng được để chứng minh rằng sự phán đoán của bạn là sai. Qua đó bạn có thể quan sát được đặc điểm tâm lý và cá tính của người đó. Khi vận dụng phương pháp này, phải chú ý chừng mực và phải xuất phát từ thiện ý. Hiểu người qua quan sát.
Quan sát để hiểu người là một con đường đúng đắn. Cách quan sát này là trong một hoàn cảnh nhất định, quan sát mọi biểu hiện, cách đối nhân xử thế của một người nào đó để có được một cách nhìn tổng quát, sau đó phân tích để nắm được đặc điểm bản chất của người đó. Có thể nói, đây là cách dễ thực hiện nhất vì nó không cần người quan sát, phải trực tiếp tiếp xúc với đối tượng được quan sát và không cần sự sắp xếp, chuẩn bị trước mà chỉ cần thường xuyên tham gia các hoạt động chung với người đó và có thể quan sát được biểu hiện của người đó trong mọi trường hợp là được. Các quan sát được chia thành quan sát ngang và quan sát dọc. Quan sát ngang là quan sát thái độ, cử chỉ, tác phong, ưu nhược điểm của người nào đó khi họ giao tiếp với người khác và khi họ gặp phải vấn đề nào đó. Còn quan sát dọc thì cần một khoảng thời gian dài như 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, 1 năm, vì chỉ có qua nhiều lần quan sát mới có thể đánh giá một cách chính xác một con người và phải qua một khoảng thời gian để tìm hiểu hành động và thái độ của đối tượng thì mới có được một cái nhìn hoàn chỉnh. Hiểu người qua điều tra. Những cách trên đều yêu cầu người cần tìm hiểu, tiếp xúc trực tiếp với người được tìm hiểu. Còn cách này thì không cần phải như vậy, mà chỉ cần gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, thông qua những phản ứng của họ để có được những ghi nhận cụ thể. Tuy nhiên, những thông tin có được qua cách này không đáng tin cậy như ba cách trên. Người ta thường nói, phạm vi những người xung quanh người được tìm hiểu càng rộng thì cá tính của người đó càng được bộc lộ rõ. Như vậy, ấn tượng mà bạn thu được càng chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn tìm hiểu một người thì cách tốt nhất có hiệu quả cao vẫn là bạn trực tiếp đến gặp người đó. Và La Mã, hiểu người một thời, dùng người trong chốc lát, bình tĩnh khi hiểu người. Rất nhiều lần, khi chúng ta trong tình thế vô cùng cần người, thì bỗng ta gặp một người và ta cho rằng đó chính là người mà ta cần. Cách nhìn người ngẫu nhiên này đã từng giúp nhiều người thoát được khó khăn, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần khiến chúng ta rơi vào thế khó khăn gấp bội. Quan sát một chiếc lá mới biết mùa thu tới, nhìn một điểm mà hiểu được lòng người. Hiểu người qua tính cách, nhìn cho thấu những điều kỳ diệu của con người. A. Người yếu đuối. Tính cách dịu dàng, nhân hậu, dễ gần, đa sầu đa cảm, thiếu chí khí, thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, ưu điểm của kiểu người này là nhạy cảm, có những cảm nhận sâu sắc. Nếu tham gia lĩnh vực nghệ thuật hoặc công tác tôn giáo, từ thiện thì có thể có được những thành công đáng kể. B. Người nóng vội. Phần lớn những người này không bằng lòng với hiện thực, oán ghét cuộc đời, luôn thích chỉ trích kịch liệt những tiêu cực của xã hội. Về phẩm chất, kiểu người này chính trực, kiêu căng, có cá tính, thông minh, nếu chịu phấn đấu sẽ có được những thành tựu hơn người, nhưng không nên quá nóng vội, nên có chừng mực nhất định. C. Người bất cần. Phần lớn kiểu người này có tài, có thể tin cậy được, họ không tán thành, cũng không để ý đến chuẩn tắc của hành vi và quy phạm luân lý mà xã hội công nhận, do đó dẫn đến thái độ thờ ơ, chảnh mảng, kiêu căng. Kiểu người này tính tình thẳng thắn, bộc trực, chân thật, nhiều bạn bè, giao tiếp rộng với những người nổi tiếng trong xã hội. Nếu có công việc nào đó thực sự thu hút họ thì họ sẽ toàn tâm toàn ý đầu tư vào nó và cần cù siêng năng khó ai bì kịp. Kiểu người này không thể lạc quan. D. Người chu toàn. Trí tuệ tuyệt đỉnh, nhanh nhẹn, tháo vát, cư xử khéo léo, làm việc gì cũng giỏi giang. Đó là những nhà ngoại giao giỏi. Dù là nhà ngoại giao của quốc gia, phụ trách đối ngoại của các doanh nghiệp hay chủ cửa hàng tư nhân, họ đều có thể đảm nhận được rất tốt. Họ rất có khả năng giải quyết công việc và có khả năng làm việc độc lập. Hiểu người qua tình cảm. Quan sát sự thanh liêm chính trực. Quan sử bộ thượng thư đời Minh là Vương Ngạo có quyền chọn lựa, đề bạt các quan trong triều. Ông là một người liêm khiết, trung hậu, nguyên tắc, công bằng, vô tư, luôn từ chối các cuộc gặp riêng. Mỗi khi cần một chức quan nào đó là vua cho đòi vào gặp. Dù ông trở về rất muộn, nhưng ông cũng đích thân xem xét kỹ càng, chỉ sợ lựa chọn không đúng. Việc tuyển chọn các quan trong triều, ông không cho ai biết. Ông nói, sử bộ chẳng lẽ là nơi ân oán hay sao? Con rể ông
là Giả Kiệt đang nhậm chức ở gần kinh thành. Phu nhân Vương Ngạo nhiều lần sai người đi đón con gái về nhà, khiến Giả Kiệt ấm ức nói với vợ: "Cha là người có quyền tuyển chọn các quan trong triều, việc đưa ta vào thành dễ như trở bàn tay, sợ phiền gì cơ chứ?" Phu nhân nghe con gái nói vậy, bèn nói lại với ông và thuyết phục Vương Ngạo đề bạt con rể. Điều đó khiến ông vô cùng tức giận và ông đã không đưa con rể vào kinh làm quan. Vương Ngạo nắm quyền tuyển chọn nhân tài của đất nước, ông ngày đêm lo lắng làm thế nào để chọn được nhân tài thực sự, chỉ sợ dùng lầm người. Ông giữ kín việc chọn quan, điều này cho thấy việc chọn lựa đó xuất phát từ tấm lòng chí công vô tư, không mong sự báo đáp của người được đề bạt. Việc đưa con rể vào kinh vốn là việc dễ như trở bàn tay, hơn nữa lại có phu nhân thỉnh cầu, nhưng ông đã kiên quyết từ chối. Tinh thần chí công vô tư đó thật đáng để những người làm công tác nhân sự học tập, bởi như vậy mới có thể tránh được những tiêu cực, lợi dụng quyền hành để tư lợi trong công tác nhân sự. Hiểu người qua những việc nhỏ bé, quan sát một chiếc lá biết mùa thu. Thế tộc Bắc Ngụy Thác Bạt muốn chinh phạt Kinh Châu, các ý kiến đều cho rằng Kinh Châu không có nước, không có cỏ, rất khó hành quân, nên đều can gián, không đồng ý chinh phạt. Y Hương Hữu nói: "Kinh Châu không có nước, không có cỏ, sao trở thành một nước được? Các ý kiến trên đều không thể dùng được." Thác Bạch Thao thấy ông ta nói có lý, phàm là nơi người ở, tất có nước, có cỏ, không có nước, có cỏ, sao người sống được? Thế thì sẽ không có người sống ở đó. Kinh Châu muốn lập quốc, tất nhiên phải có nước, có cỏ, đây là lẽ thường tình. Các quan đều cho rằng không có nước và cỏ chỉ là nghe lời đồn đại, lời nói chẳng qua cũng chỉ là lời nói, căn cứ vào đó để phản đối một cách mù quáng. Có thể nói tài trí của họ còn thua xa y. Y vừa có dũng khí lại vừa thông minh, tài giỏi, thật là một vị tướng văn võ song toàn. Vì vậy Thác Bạch Thao cho rằng tiền đồ của y còn rất xa. Sau đó quả nhiên y nhiều lần lập chiến công, đương Ngụy trở thành một an hầu, và bản thân y trở thành một tướng quân tài giỏi. Hiểu người qua lúc lâm nguy, có thế mới biết được lòng trung thành. Thời Hán, Ban Chiêu được cử đi sứ các nước, kẻ tiểu nhân Lý Ba dâng sớ vu khống Ban Chiêu chỉ lo hưởng thụ vui vầy với vợ con, không lo đại sự. Còn nói kế hoạch liên kết với Vu Tôn khống chế nước Quy Từ không thể thực hiện được, nhưng Hán Chương Đế tin tưởng vào sự trung thành của Ban Chiêu, hạ chỉ trách tội Lý Ba. Cho dù Ban Chiêu chỉ lo vui vầy với vợ con, không lo đại sự, nhưng chẳng lẽ hơn 1.000 người đi theo Ban Chiêu đều không muốn về nhà hay sao? Chiếu thư ra lệnh cho Lý Ba phải kết hợp với Ban Chiêu, đồng thời chịu sự quản lý của Ban Chiêu. Hán Chương Đế còn ra lệnh cho Ban Chiêu giữ Lý Ba lại, để Lý Ba giúp Ban Chiêu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh. Hiểu người qua khó khăn, có thể biết được khí phách. Thời Hán khi Ban Chiêu đi sứ bị Lý Ba hãm hại, có người nói với Ban Chiêu: "Trước đây Lý Ba nói xấu tướng quân, làm hại danh dự tướng quân, bây giờ có thể phụng chiếu giữ hắn lại, sao ngài lại thả cho hắn đi?" Ban Chiêu nói: "Nếu giữ Lý Ba lại thì chứng tỏ ta quá hẹp hòi, chính vì hắn nói xấu ta nên ta để hắn đi, như thế mới là hành động của người quân tử." Lý Ba biết chuyện vô cùng cảm kích Ban Chiêu, từ đó hắn không đi nói xấu người khác nữa. Nếu một người sẵn sàng thu nạp người dung tục, có tấm lòng tha thứ cho người khác, thì người đó có thể đoàn kết được mọi người trong thiên hạ. Quý thính giả thân mến, trên đây là ba nội dung đã được đề cập ở trong thiên thứ nhất mà chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.